Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Ăn bánh Trung thu như thế nào để không bị tăng cân và đảm bảo sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên thị trường đang bày bán rất nhiều loại bánh Trung thu. Đây là thực phẩm chứa nhiều chất béo và năng lượng. Làm thế nào để ăn bánh Trung thu mà không bị tăng cân và đảm bảo sức khỏe là vấn đề nhiều người quan tâm. Những lưu ý dưới đây sẽ rất hữu ích cho quý vị trong mùa trung thu. Ăn bánh trung thu thế nào để không bị tăng cân? Trong một chiếc bánh nướng 200g, loại hai trứng có chứa từ 800 tới 1000 calo và khoảng 30 tới 40g chất béo. Mức năng lượng này tương đương với bạn ăn một bữa cơm bình thường hoặc 5 chiếc đùi gà. Dưới đây là một số lời khuyên khi ăn bánh trung thu mà không bị tăng cân. 1. Không ăn bánh trung thu khi đang đói. Khi chúng ta đang đói khả năng hấp thu nhiệt lượng của dạ dày sẽ tăng lên cực điểm và chúng ta thường có xu hướng ăn nhiều hơn những lúc khác. Khi đó, nếu bạn ăn bánh trung thu thì rất dễ rơi vào trạng thái ăn thả ga, ăn không kiểm soát và cân nặng sẽ tăng khó kiểm soát. Hai, không nên ăn bánh sau khi vừa lao động mệt mỏi. Nguyên nhân là do việc ăn đồ ngọt lúc mệt mỏi sẽ làm cơ thể mất đi một lượng lớn vitamin B là loại vitamin giúp chuyển hóa đường thành năng lượng hữu ích. Việc ăn bánh trung thu lúc này chẳng những khiến bạn mệt mỏi, uể oải hơn mà còn làm cho bạn tăng cân do đường chuyển hóa thành chất béo. 3. Hạn chế ăn bánh trung thu vào buổi tối. Buổi tối, nhất là khoảng thời gian sau 7 giờ tối, cơ thể của chúng ta sẽ vận động ít hơn. Việc ăn bánh trung thu lúc này sẽ biến năng lượng đó thành dư thừa thay vì tiêu hao cho các hoạt động, nó sẽ tích tụ thành chất béo và gây tăng cân. 4. Nên ăn miếng nhỏ và ăn chậm rãi. Việc ăn đồ ngọt quá nhanh và quá nhiều cùng một lúc sẽ làm lượng đường cho máu tích tụ nhanh hơn bình thường, khiến năng lượng khó tiêu hao hơn và vì thế mà bạn cũng dễ bị tăng cân, béo phì hơn. 5. không dùng bánh trung thu để thay thế bữa sáng một số người có thói quen sử dụng bánh trung thu làm đồ ăn sáng. Các chuyên gia nói rằng thói quen này là trái với nguyên tắc dinh dưỡng cân bằng. Ba bữa ăn trong ngày sẽ được ăn theo nguyên tắc dinh dưỡng cân bằng với tỷ lệ ăn uống 30% cho bữa sáng, 40% cho bữa trưa và 30% cho bữa ăn tối. Nếu chỉ ăn bánh trung thu cho bữa sáng thì cơ thể sẽ có nhiều chất béo và đường nhưng ít protein hơn. Và nếu điều này kéo dài, tình trạng dinh dưỡng cân bằng của cơ thể sẽ thay đổi. 6. Đối với những người thừa cân, sau khi ăn bánh trung thu, họ nên giảm lượng tinh bột và chất béo để cân bằng dinh dưỡng trong ngày. Các chuyên gia cũng khuyến khích rằng những người thừa cân với rối loạn chuyển hóa chất đường và chất béo, tiềm ẩn và sơ cứng động mạch nên ăn bánh trung thu ít hơn những người khác. 7. uống trà sau khi ăn bánh trung thu. Sau khi ăn bánh trung thu, tốt nhất là uống một ít trà nước chanh hoặc ăn một số loại rau để cân bằng dinh dưỡng và ăn kiêng hợp lý. Các bác sĩ khuyến nghị chỉ nên ăn bánh trung thu 3 giờ sau bữa ăn để tránh các rối loạn tiêu hóa, không nên dùng bánh trung thu cho bữa ăn nhẹ vào nửa đêm. Bên cạnh đó, bánh trung thu có thể khó tiêu hóa, hấp thụ nên ăn quá nhiều bánh trung thu sẽ gây ra vấn đề ở gan hoặc túi mật và các bệnh cấp tính khác chẳng hạn như đầy bụng, nôn mửa, không có cảm giác ngon miệng, táo bón và rối loạn tiêu hóa. Trước khi ăn bánh trung thu bạn nên ăn một ít thức ăn mặn để không cảm thấy quá béo và ngấy, kích thích sự thèm ăn với nước trái cây và uống một ít trà xanh để tiêu hóa nhanh hơn cũng như làm sạch dạ dày và ruột. Quý vị và các bạn thân mến, 6 hiểu lầm của xã hội đẩy người nhiễm HIV vào cuộc sống khốn cùng sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hương Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.